Bây giờ, nếu vì lý do nào đó mà bạn quyết định đánh thức hoặc ôm ấp một chú gấu trúc khổng lồ đang ngủ, hãy nhớ rằng đó là một ý tưởng tồi. Ngay cả những loài mèo lớn dũng cảm như báo tuyết cũng rất cảnh giác với việc làm phiền gấu trúc trong tự nhiên. Những chú gấu trúc bạn nhìn thấy trong sở thú có thể không hoạt động nhiều, nhưng chúng vẫn có bộ hàm khổng lồ với lực cắn cực mạnh. Ngón tay cái giả khổng lồ sẽ giúp chúng tóm được kẻ thù một cách nhanh gọn. Điều gây hiểu lầm nhất về hải cẩu báo là cái miệng luôn có vẻ như đang mỉm cười của chúng. Thực ra chúng là loài động vật khá hung dữ và là những thợ săn đơn độc hiệu quả. Chúng thích chơi trò mèo vần chuột với con mồi, bao gồm chim cánh cụt, cá, mực và thậm chí cả hải cẩu nhỏ hơn. Cách đây không lâu, một con hải cẩu báo thậm chí còn kéo một nhà sinh vật biển xuống sâu dưới nước. Này, dừng cái trò chơi bời với đồ ăn đi nào. Thú ăn kiến ăn côn trùng, trái cây họ cam, quýt và bơ. Coi chừng đó, chúng không có răng, thị lực kém và thính giác kém. Nghe có vẻ giống ông chú Rudy của tôi. Chúng không hung dữ và tránh xa mọi người. Nhưng nếu con người cản đường chúng, thú ăn kiến có thể trở nên hung dữ và sẵn sàng đánh nhau. Chúng đứng bằng hai chân sau, sử dụng đuôi để giữ thăng bằng và tấn công bằng móng vuốt đủ mạnh để làm bị thương một con báo đốm hoặc một chiếc Land Rover. Alpaca bông xù có vẻ ấm áp nhưng chúng vẫn có cách tự vệ. Chúng có thể nhổ cao tới 3 mét và bạn sẽ không muốn thứ đó dính vào mắt mình đâu vì nó có chứa axit trong dạ dày cùng với cỏ đã được nhai. Alpaca có thể dùng những chiếc răng chiến đấu sắc nhọn ở phía sau miệng để cắn kẻ thù. Và chúng cũng có những ngón chân mềm nhưng đá đối phương rất tốt. Thực sự chúng không thể khiến bạn bị thương nhiều hơn mức khi đánh nhau với một đứa trẻ. Nhưng tốt nhất đừng làm chúng khó chịu. Có 3 thứ khiến quỷ Tasmania thể hiện ra tính khí khó chịu của mình: khi có kẻ săn mồi ở gần, khi tranh giành bạn tình và khi bảo vệ bữa ăn của mình. Ngoài ra còn có Bugs Bunny, nhưng đó là một bộ phim hoạt hình. Quỷ Tasmania thường ăn côn trùng, chim, ếch và cá, và chúng thích ăn thức ăn thừa hơn là săn bắn. Nhưng nếu hàng của chúng bị xâm nhập vì bất cứ lý do gì, bạn hãy chuẩn bị tinh thần nhận một vết cắn đau đớn. Răng của chúng đủ khỏe để cắn xuyên qua xương. Voi rất thông minh nên chúng hiểu được cảm xúc của những con voi khác và chúng thậm chí còn cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng cũng có thể trả thù những đối tượng làm mình khó chịu. Voi đôi khi chặn đường và xuất hiện trong làng của những người có ác ý với chúng. Voi thực sự đặc biệt hung dữ khi giành voi cái. Hãy cẩn thận với những bàn chân khổng lồ đó, chúng thực sự có thể làm nên chuyện. Tốt hơn là không nên làm chúng khó chịu. Cá nóc có thể phồng lên gấp nhiều lần kích thước bình thường để bảo vệ bản thân trước những kẻ săn mồi. Anh rể tôi cũng có thể làm được điều đó. Tôi đùa thôi. Dù sao thì hầu hết các loài động vật cũng không nên thử ăn chúng. Bên trong chúng có đủ chất độc để kết liễu 30 người và không hề có thuốc giải độc cho chất độc này. Vì vậy, nếu chỉ có bạn, bạn sẽ phải đi cùng một số bạn bè để phát tán bớt chất độc. Không, tôi vừa bịa ra thôi. Thiên nga có xu hướng coi con người là mối nguy hiểm lớn nhất đối với tổ ấm và gia đình của chúng. Thiên nga đực đặc biệt hung dữ trong mùa làm tổ từ tháng 4 đến tháng 6. Khi những người đi thuyền kayak, chèo thuyền hoặc câu cá đến quá gần tổ của chúng, thiên nga bắt đầu rít lên và vỗ cánh. Nếu bạn không chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo này, thiên nga thậm chí có thể cố lật thuyền của bạn. Cá heo là loài duy nhất trên hành tinh ngoài con người có thể tước đi mạng sống của sinh vật khác mà chẳng cần lý do hợp lý nào. Con đực đôi khi tấn công cá heo cái hoặc thậm chí cả cá heo con và chúng không làm vậy để kiếm thức ăn. Nếu một con cá heo giận dữ đuổi theo bạn, bạn sẽ không có cơ hội bơi qua nó đâu. Chúng có thể di chuyển với tốc độ 32 km/h. Tốc độ tối đa của vận động viên bơi lội Olympic Michael Phelps chỉ là 10 km/h. Vậy là anh ấy không thể giúp gì được cho bạn cả. Cu ly là loài linh trưởng có nọc độc duy nhất trên thế giới. Chúng có chất độc ở khuỷu tay. Nọc độc được truyền vào miệng chúng trong quá trình trải chuốt để bảo vệ các con non. Ngoài ra, chúng còn xua đuổi những kẻ săn mồi như chăn và diều hâu bằng cách sử dụng những dấu hiệu đặc biệt cho thấy chúng đáng sợ đến mức nào. Nếu một con cu ly cắn một người đi vào lãnh thổ của nó hoặc làm phiền nó, kết quả có thể là phát ban, sốc phản vệ hoặc bạn biết đấy, thậm chí còn tệ hơn. Mặc dù có trọng lượng khổng lồ và thân hình vụng về, nhưng hà mã có thể chạy nhanh hơn con người rất nhiều. Và chúng có hàm răng sắc hơn nhiều. Nếu bạn cản đường chúng trong chuyến đi đến hố nước, chúng sẽ tỏ ra hung hăng. Tuy nhiên, trước khi tấn công bạn, chúng sẽ đưa ra một số dấu hiệu cảnh báo. Nếu bạn nhìn thấy một con hà mã ngáp hoặc phát ra âm thanh như cười, điều đó có nghĩa là nó sắp nổi điên. Chà, điều đó khá khó hiểu phải không? Bạch tuộc đốm xanh thực sự rất nhỏ, nhưng nọc độc của chúng mạnh hơn 1.000 lần so với cyanua. Chúng thường dùng nọc độc để săn tôm, cua và cá nhỏ. Nếu sinh vật này cảm thấy bị đe dọa, nó sẽ nháy các vòng màu xanh lam như một lời cảnh báo. Nếu bạn không chú ý, nó có thể sẽ cắn bạn. Bạn có thể không nhận thấy vết cắn, nhưng vài phút sau, bạn chắc chắn sẽ nhận thấy các triệu chứng buồn nôn, tê và thậm chí mất chức năng giác quan và kỹ năng vận động. Vì vậy, hãy chú ý khi bơi trong vùng nước có bạch tuộc đốm xanh nhé. Ốc nón là loài sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Chúng đâm nạn nhân bằng một chiếc răng giống như một chiếc lao, rồi tiêm nọc độc vào nạn nhân. Nếu một con ốc nón nhỏ hơn tấn công bạn, bạn sẽ có cảm giác giống như bị ong đốt. Tuy nhiên, nếu bạn không may gặp phải một con lớn hơn, nó có thể gây tê, sưng tấy, tê liệt cơ, thay đổi thị lực và thậm chí khó thở. Ngỗng Canada đã sống gần gũi với con người trong nhiều năm, nhưng chúng vẫn cảnh giác với việc chúng ta đến gần tổ chúng, đặc biệt là trong mùa giao phối vào mùa xuân. Lúc này, những con ngỗng đực có thể đuổi theo và cắn những người có vẻ như là mối đe dọa đối với bạn tình, trứng hoặc con của chúng. Nếu muốn tránh bị con chim cực kỳ giận dữ này tấn công, điều tốt nhất bạn có thể làm là từ từ lùi lại. Sóc có rất nhiều kẻ thù cả trong tự nhiên lẫn trong thành phố. Siêu năng lực giúp chúng chống lại tất cả kẻ thù là tốc độ và sự nhanh nhẹn. Trong hầu hết mọi trường hợp, việc đến gần lũ sóc là hoàn toàn an toàn, nhưng chúng vẫn có thể khó lường như bất kỳ loài động vật hoang dã nào. Thỉnh thoảng, chúng vẫn cắn người và cẩn thận, chúng mang theo các bệnh nhiễm trùng như bệnh dại. Chúng thường hay đuổi theo thú cưng hoặc trẻ em hơn, nhưng chúng cũng có thể cắn người lớn. Vì vậy, để chơi an toàn, hãy luôn đi phía sau thú cưng hoặc con của bạn để dùng chúng làm mồi nhử. Tất nhiên là tôi chỉ đang đùa thôi. Nếu bạn từng thấy một con kangaroo đứng dậy bằng hai chân sau, hãy lùi lại. Đây là cách chúng cảnh báo bạn rằng chúng nghĩ bạn là mối đe dọa đối với con cái hoặc thức ăn của chúng. Kangaroo là những chuyên gia đấm bốc thực sự và chúng có đôi chân rất dài và móng vuốt sắc nhọn. Kangaroo nhảy lên không trung để tạo thêm lực cho cú đá của chúng, đủ mạnh để làm gãy xương. Thú mỏ vịt không có răng và chủ yếu ăn côn trùng và động vật có vò. Đây là một trong hai loài động vật có vú đẻ trứng. Nhưng sinh vật kỳ lạ này vẫn có thể gây hại cho bạn. Thú mỏ vịt đực có những chiếc gai nhọn ẩn ở gót chân sau. Nọc độc trong những chiếc gai này đủ mạnh để hạ gục cả một chú chó. Gấu túi chủ yếu lấy nước bằng cách ăn lá bạch đàn. Và chúng có được tất cả sự bảo vệ cần thiết từ hàm răng và móng vuốt sắc nhọn của mình. Khi một con gấu túi cào vào ai đó muốn ôm chúng quá chặt, chúng có thể truyền một số bệnh nhiễm trùng khó chịu cho họ. Gấu trúc có thể dễ dàng thích nghi với mọi môi trường, kể cả sân sau của bạn. Chúng hiếm khi tấn công trực tiếp con người, nhưng có thể làm hư hại tài sản và khiến bạn bị bệnh. Chúng sẽ đi bất cứ đâu để lấy thức ăn, từ thùng rác đến tổ chim, và đó là cách chúng có thể mắc rất nhiều bệnh nhiễm trùng khác nhau. Ngoài bệnh tật, gấu trúc còn có thể gây ra những vết thương khó chịu cho con người và phải mất một thời gian dài mới lành. Khi nó cho rằng bạn đang đe dọa con đập của mình, hải ly sẽ bắt đầu dùng đuôi đập vào mặt nước như một dấu hiệu cảnh báo. Nếu bạn phớt lờ, nó sẽ cố dùng hàm răng sắc nhọn chống lại bạn để bảo vệ gia đình nó. Vì vậy, tốt hơn hết là cứ để việc đó cho hải ly. Có một con dao đặc biệt mà bạn có thể sử dụng để bảo vệ mình khỏi tấn công, được gọi là Beaver Cleaver. Không, chờ đã, đó là một chương trình truyền hình cũ. Thôi, hãy quên những gì tôi vừa nói đi nhé. Rái cá dành nhiều thời gian để bơi ngửa và chúng không quan tâm đến việc tự dọn dẹp. Đó là lý do tại sao chúng để lại những mảnh cá thu hút côn trùng mang mầm bệnh. Ngoài việc rất bừa bộn, chúng còn có hàm răng chắc khỏe, có thể dùng để chống lại bất kỳ vị khách không mong muốn nào. Đa điểu đầu mào là loài chim nguy hiểm nhất hành tinh. Một trong số chúng có thể nặng bằng một người trưởng thành và có đôi chân dài khỏe khoắn và móng vuốt sắc nhọn. Chúng có thể đuổi theo bạn với tốc độ 48 km/h. Tuy nhiên, may mắn thay, chúng luôn cố gắng tránh đánh nhau. Nhưng nếu bạn không muốn trở thành mục tiêu của các đòn karate của chúng, hãy giữ khoảng cách an toàn và đừng khiêu khích chúng. Hiểu chưa nào? Tốt lắm!